Nếu 2022, 2023, 2024 thì anh em cũng được biết là rất nhiều những cái vụ lớn, đại án lớn xảy ra trong cái lĩnh vực về bất động sản và rất nhiều những quan chức đã bị bắt. Thì tại sao tôi lại nói về cái vấn đề đó? Thì đây cũng là một cái câu chuyện và cái chủ đề ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh em về cái luật của chúng ta đang được sửa đổi và thay đổi và được áp dụng của 2023 này. Thì anh em cần lưu ý là những cái luật, nhất là cái luật đó là trong cái việc đó là hành vi, những cái hành vi bị nghiêm cấm theo luật đó là phòng chống rửa tiền. Và cái thực tế hiện tại trên cái thị trường Việt Nam của chúng ta thì dần dần ngày được luật nó rõ ràng hơn và cái tính đó là kiểm soát nó càng cao hơn. Nhưng anh em thấy rất nhiều những cái đại án to đã bị bắt thì đó là đằng sau đó những cái vấn đề lỗ hổng và những cái vấn đề sai phạm nên đó là nhà nước đó là xử lý. Thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh em đó là những cái hành vi nào bị cấm trong cái quá trình đó là giao dịch và rửa tiền trong bất động sản. Thì ở đây mục đích đó là gì? Anh em cần phải lưu ý để tránh gặp những cái vấn đề khi xảy ra. Mà hiện tại là tôi thấy là càng ngày cái việc đó là nhà nước chúng ta kiểm soát càng ngặt hơn, càng khó hơn. Đầu tiên đó là phải thống kê bao nhiêu cái bất động sản. Thứ hai là phải biết đó là bất động sản của ai. Và tiếp đó đến những cái bước theo đó là thu thuế và áp thuế. Thì sau đây thì tôi sẽ chia sẻ với anh em đó là 7 cái nội dung trong cái việc đó là những cái hành động nghiêm cấm việc rửa tiền. Thì trong quá trình anh em đầu tư, anh em là tiếp xúc những cái vấn đề này, anh em cần lưu ý để tránh gặp phải, tức là 7 cái hành vi mà hiện tại đang nhà nước đang nghiêm cấm trong cái việc đó là chống rửa tiền trong cái bất động sản của chúng ta. Thứ nhất đó là những cái tổ chức và tham gia tạo cái điều kiện giúp trợ giúp hoặc thực hiện hành vi rửa tiền. Tôi lấy ví dụ như anh em có một cái doanh nghiệp tạo ra một cái vỏ đạo bọc đó là tham gia tạo điều kiện để giúp đó là hành vi đó là rửa tiền. Nhất là anh em để ý đó là cái vụ vụ Vạn Thịnh Pháp, đó là rất nhiều những cái công ty tạo ra nhiều cái tổ chức tạo điều kiện đó là rửa tiền, đó là một cái ví dụ để anh em rõ. Tiếp thứ hai đó là thiết lập và duy trì về tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả. Đây, ví dụ như là anh em chuyển tiền này hoặc anh em đó là mua bán một cái tên giả nhưng không phải đúng tên của mình, thì sau khi cơ quan điều tra họ vào họ phát hiện ra không phải thì đây cũng là một cái hành vi đó nghiêm cấm anh em nhé. Tiếp đó là cái việc cái hành động số 3 đó là thiết lập và duy trì quan hệ doanh nghiệp với ngân hàng vỏ bọc. Thì đây cũng là một cái hành động nghiêm cấm. Lại quay lại cái vấn đề dự án đó là Vạn Thịnh Phát thì liên quan với ngân hàng và những đó là mối quan hệ thì quan chức đấy đấy, như anh em cũng để ý thống đốc cũng bị bắt một số quan chức này. Điều ở đấy là một số những cái quan cán bộ công chức đã bị bắt vì vấn đề là thiết lập và duy trì quan hệ đấy, giữa ông ngân hàng với cả những cái quan chức tạo cái khe hở. Tiếp đó là cái số 3 đó là cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt hoặc séc hoặc công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ và giá trị thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng. Đấy, tức là ở đây là cái việc đó là cung cấp một cái dịch vụ để thanh toán, nó là về mua cái bất động sản đó, ví dụ như là tiền mặt hoặc séc này, công cụ khác lưu trữ để thanh toán cái người thụ hưởng. Đó là một cái hành động cũng bị nghiêm cấm. Cái thứ năm đó là lợi dụng chức quyền. Tôi thấy rất nhiều đấy cái vấn đề này, lợi dụng chức quyền và quyền hạn trong phòng chống rửa tiền xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức. Ví dụ đấy, những cái người mà biết là bị sai rồi, bị rửa tiền rồi, rút tiền rồi nhưng cố tình để cho phạm. Vì bản chất nếu mà anh em để ý về luật này thì cái việc mà để các cơ quan điều tra vào cái chống rửa tiền này nó rất nhiều cơ quan, từ tài chính, từ ngân hàng đấy, rất nhiều các cơ quan thì có muốn biết hay không. Đấy, đôi khi những cái quan chức người ta biết người ta cứ lơ đi thì trong cái thời gian ví dụ không phát hiện ra cũng sao, nhưng nếu mà sau khi phát hiện ra thì kiểu gì dính, nhất là những cái quan chức thì anh em thấy về ngân hàng đấy, về những cái bộ phận nó có tính quyết định điều tra, những cái bộ phận điều tra. Tiếp đó là cái nội dung số 6, cái hành động số 6 đó là khi những cái cơ quan nhà nước vào người ta điều tra thì cản trở cái việc cung cấp thông tin phụ cho cái việc đó phòng chống rửa tiền. Ví dụ họ đến những cái công ty bạn họ cần đó cung cấp giấy tờ, những cái thông tin về giao dịch, ví dụ vào những đến cái sàn bất động sản hạn họ đến họ kiểm tra có nghi ngờ về vấn đề đó là rửa tiền đây thì người ta sẽ cần cung cấp các thông tin về cá nhân người đó giao dịch, thông tin người giao dịch về bán này, và những cái thông tin về giao dịch số tiền là bao nhiêu để người ta điều tra. Thì nếu mà trong quá trình đó là chúng ta bem bịt người ta mình sai, mình khai mình nói không đúng thì đây cũng là cái việc đó là cản trở việc cung cấp thông tin về phòng chống về rửa tiền. Tiếp đó là cái hành động tiếp theo đó là
Thứ bảy đó là đe dọa trả thù người phát hiện và cung cấp thông tin. Ở đây tôi nghĩ nghĩa rất nhân văn và rất chặt chẽ, tức là có để mục đích đó là sẽ là những cái người nào mà người ta có cái tinh thần đó là tự giác và có cái tinh thần đó là và trong cái quá trình đó là khi có những cái vấn đề xảy ra, những cái người tố giác sợ ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng hoặc là vấn đề gì đó. Ở đây có một cái điều luật đó là cái hành động số 4 là cấm, tức là nghiêm cấm, nó là đe dọa và trả thù những cái người phát hiện này, cung cấp thông tin và báo cáo này, tố cáo và hành vi và rửa tiền. Đây là cũng là cái việc khích lệ cho những cái người người ta có một cái tinh thần trách nhiệm cao với những cái đất nước với cái tài sản. Thì đây là trên đây nó là 7 cái nội dung cái hành động được nghiêm cấm, và ở cái nội dung này tôi rất mong muốn anh em tìm hiểu kỹ và sâu hơn để tránh cái tình trạng gặp những cái vấn đề này mà mình không biết, mà mình vướng vào thì rất mệt. Tôi biết trong cái quá trình anh em đầu tư sẽ gặp rất nhiều những cái sai lầm và những cái rủi ro không đáng có. Nếu mà anh em quan tâm những cái nội dung mà để giúp ích cho những cái công việc và hoạt động kinh doanh của anh em đầu tư để hiệu quả hơn, thì anh em hãy comment những cái nội dung của mình quan tâm ở dưới cái video này để tôi sẽ tư vấn cho anh em ở các video tiếp theo. Chúc anh em có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.